Hàng Việt Nam về chơi chắc hơn. Hello nhà, đến với Lo Kéo Tâm Việt. Thì hôm nay em rất là may mắn một buổi chiều ở nhà được anh khách đặt một cái đơn em loa Prosim VDX 18C. Thì nói chung là một buổi chiều thế này mà khách đặt thì em sẽ giao hơi trễ chút xíu, nhưng mà khách vẫn chấp nhận cho nhà. Thì anh khách này thì anh có một cái nhu cầu rất đơn giản thôi, đó là sử dụng cho karaoke gia đình, không gian tầm 80m² nơi nhà. Đấy, nhu cầu rất đơn giản. Và khi mà anh liên hệ cho em thì anh đặt liền luôn, chứ em bên em không cần tư vấn gì nhiều ở nhà. Nói chung thì anh cũng đã tham khảo bên em rất là nhiều, nói chung về web, Zalo, fanpage gì đó anh lên cũng lục tung lên cái nhà, thì anh tham khảo rất nhiều rồi. Thì mà anh tin tưởng thì anh gọi đặt liền luôn, bên em không cần phải tư vấn gì hết. Thì anh khách này thì anh ở quận 2 cái nhà, thì từ quận 2 thì anh chị theo hướng từ quận nhất đi qua quận 2 qua cầu Sài Gòn rẽ trái là tới nhà anh thôi. Đấy, thì nhu cầu của anh là đơn giản, bây giờ sẽ chở trực tiếp em loa này qua bên nhà anh và hướng dẫn anh cách sử dụng, cũng giống như là cho anh chị một cái video trải nghiệm thú vị nha. Rồi, bây giờ là tầm khoảng 4 giờ rưỡi chiều nữa nha, em sẽ đóng em loa này, chắc tầm khoảng 5 rưỡi là em sẽ giao cho anh. Bên em thì có quá trình cái đóng hàng rất là kỹ càng cho nên hơi tốn chút thời gian chút xíu. Tuy nhiên thì báo anh trước rồi, anh vẫn chấp nhận cái nhà tầm 6 giờ vẫn được. Thì lúc mà giao cho anh thì hơi xế tối một chút xíu thì vẫn ok cái nhà. Rồi, let's go thôi. Rồi, tiếp tục đó là đơn hàng đi Thảo Điền cái nhà. Thảo Điền thì anh chị biết rồi, một khu rất là giàu có. Và anh khách này anh chốt cực kỳ nhanh luôn cái nhà. Ê, em lo Prosim VDX 18C. Giờ em chở đi ra khách này cái nhà. Tầm này thì khoảng 5 giờ rưỡi chiều. Đấy, khách ship rất là trễ cả nhà. Tuy nhiên thì trễ cỡ nào đi nữa thì em vẫn ship cho khách. Rồi, lên được. Đó là YouTube đúng không? Dạ đúng rồi. Cái nhạc đúng không? Rồi, con loa của Xuyên đã tới nhà khách rồi ngay cả nhà. Cái này em được quay video không anh? À, được, quay đi. Ok. Anh thì dễ lắm. Rồi, buổi tối rồi nhưng mà vẫn phải chạy đi. Mới đại bài đây, em đang mở để âm lượng là 60 nha. Mà sao anh biết cho em anh mua vậy? Anh sợ cái đâu? Anh mở lên trên YouTube á, cái Zalo, cũng là YouTube. À. Không rồi đó. Anh lên YouTube anh coi không? Hả? Rồi. Bên em mạnh về cái marketing mà. Xe quảng cáo ghê quá. Dạ. Yeah. Chơi thử cái rồi. Con này thì khả năng đánh xa của nó sẽ yếu hơn mấy dòng cùng tầm giá. Tuy nhiên về độ ấm, anh đứng gần anh nghe cái âm nó rất là dịu. Nó thua về độ đánh xa nhưng mà nó sẽ hơn về chất âm. Anh tăng âm lượng trên điện thoại mát đi anh. Vậy là xong rồi hả? Anh trả tiền chứ, anh tiền khoản, tài khoản Techcombank anh. Tài khoản, rồi, khách không test karaoke luôn cả nhà. Trời ơi, khách tin tưởng phân mình quá. Anh dễ gặp khách là mà mấy cái khách mà người ta chỉ đến, người ta test hết luôn anh. Trời ơi, anh mua đồ và ai cũng khá anh. Dễ lắm. Tài khoản Techcombank anh ạ. Rồi bây giờ khách chuyển tiền cho mình cả nhà. Khách không phát karaoke, không test gì hết. Mấy cái nút này anh cần em hướng dẫn gì không anh? Chứ anh cũng xài về loa rồi phải không? Trời ơi, nhà khoan chim đã quá à. Thấy chim không? Em thì thích mấy con như con sóc rồi đó. Nhà chim thì vẫn thích. Nè, anh chuyển cho lại cho em. Dạ đúng rồi, em á, Zalo đó của em á. Ồ. Em tên Nguyên. Rồi qua. Ok.